Abraham và Isaac. Abraham và Sarah sinh ra Isaac một cách kỳ diệu. Thiên Chúa thử lòng tin của ông Abraham. Thiên Chúa đã hứa cho Abraham và Sarah sinh một con trai và dòng dõi họ sẽ trở thành một dân đông như sao trên trời. Vấn đề là hai ông bà bây giờ đã quá già để sinh con. Abraham quá mong có một đứa con thừa tự nên đã ăn ở với nàng hầu Hagar và sinh ra Ishmael. Thiên Chúa đã hứa dòng dõi của Ishmael cũng sẽ thành một dân lớn. Khi Thiên Chúa nói với Abraham sẽ có con với bà Sarah, Abraham cười thầm vì ông đã quá già rồi. Khi Sarah nghe trộm và biết rằng bà vị khách Chúa gửi đến nói bằng giờ này sang năm bà sẽ có đứa con Chúa đã hứa, bà cũng cười vì không tin. Ở tuổi này họ không thể có con. Nhưng Thiên Chúa nhân hậu với bà Sarah và đã giữ lời hứa. Năm sau, một cách kỳ diệu, Abraham và Sarah đã có một con trai. Bây giờ Abraham đã 100 tuổi. Ông đặt tên cho đứa trẻ sơ sinh là Isaac. Isaac có nghĩa là nó cười. Abraham trìu mến nhìn con trai lớn dần thành một thiếu niên. Rồi Thiên Chúa quyết định thử lòng Abraham. Ngươi hãy đưa con trai yêu dấu của ngươi tới miền Moria và xác tế nó trên núi. Ta sẽ chỉ cho ngươi. Abraham biết Thiên Chúa không muốn ông giết con vì trái với luật Chúa. Nhưng ông cũng biết mình phải tin tưởng và vâng lời Thiên Chúa. Ông phải làm gì đây? Ngày hôm sau, ông chặt đủ củi cho lễ toàn thiêu, chất lên lưng lừa, rồi cùng với hai đầy tớ và Isaac đi đến Moria. Sau khi đi 3 ngày đàng, Abraham nhìn thấy ngọn núi từ đàng xa. Ông bảo đầy tớ đứng chờ còn ông và Isaac leo lên núi để thờ kính Chúa. Abraham đưa củi cho Isaac mang, còn ông mang lừa và dao. Dọc đường, Isaac hỏi: Cha ơi, lửa và củi có sẵn đây, nhưng chiên để hiến tế đâu? Abraham đáp: Chính Chúa sẽ lo liệu chiên hiến tế. Hai cha con tiếp tục leo lên tới đỉnh núi. Trên đỉnh núi, Abraham dựng bàn thờ và chất củi trên đó. Rồi ông trói Isaac và đặt nó lên trên đống củi. Ông giơ tay ra lấy dao. Abraham, Abraham! Một thiên sứ của Chúa ngăn lại: Đừng giết thằng bé. Ta biết ngươi kính sợ Chúa vì ngươi kính sợ Chúa và đã không tiếc con một ngươi. Abraham nhìn lên và thấy một con cừu đực bị mắc sừng trong bụi gai. Ông bắt con cừu và xác tế làm lễ toàn thiêu thay cho Isaac. Rồi ông đặt tên nơi này là Chúa sẽ lo liệu. Thiên sứ lại nói: Ngươi đã không tiếc con một ngươi. Thiên Chúa sẽ chúc phúc cho ngươi và làm cho dòng dõi ngươi đông như sao trên trời và như cát biển. Dòng dõi ngươi, mọi dân trên mặt đất sẽ được chúc phúc vì ngươi đã vâng lời ta. Sau đó, Abraham và Isaac trở về chỗ các đầy tớ đang đợi rồi đi xuống phía nam tới Beersheba và ở lại đó.